Thưa quý vị, tiền sảnh đại sảnh là một phần tưởng chừng như đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng trong phong thủy. Nhiều người không để ý đến không gian dẫn lối vào phòng khách của một ngôi nhà, nhưng đây lại chính là nơi đầu tiên dẫn khí vào cả ngôi nhà đó. Chúng ta hãy cùng đến với mục tư vấn ngay sau đây cùng với chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, công ty phong thủy VNN để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Xin cảm ơn chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã tham gia bản tin Điểm 24 giờ ngày hôm nay. Và xin hỏi chuyên gia là phần không gian từ bên phía bên ngoài đi vào phòng khách của một ngôi nhà là khu vực mà rất nhiều gia chủ quan tâm và chăm chút cho cái phần khu vực này. Thế thì xin hỏi chuyên gia là chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để khu vực này đón được nhiều cát khí đến với ngôi nhà? Trong phong thủy, cái khu vực mà dẫn khí từ phía cửa vào trong phòng khách, người ta dùng cái từ gọi là huyền quan. Tại vì sao gọi là huyền quan? Bởi vì đây là khu vực mà bắt đầu lai khí, dẫn khí vào toàn bộ mặt bằng ngôi nhà. Thì tại khu vực này thì bao giờ các gia đình chăm chút để cho có không gian đẹp đẽ nhất. Tuy nhiên là trong quá trình sử dụng thì chúng ta cần phải chú ý mấy điều như sau. Thứ nhất là chúng ta không để chổi, để thùng rác ở gần cái khu vực huyền quan này. Thứ hai, chúng ta tủ giày để ở huyền quan là phải làm đóng thành tủ, không để bừa bãi và cũng không kê trong những cái tủ rỗng mà không có cánh đậy. Thứ ba là chúng ta cần phải chú ý là màu sắc ở khu vực huyền quan này là phải có màu sắc tươi sáng, tránh những màu sắc tối. Tại khu vực này chúng ta có thể bày những vật khí cát tường, như là chúng ta có thể bày linh thú tỳ hưu, bày linh thú kỳ lân, chúng ta bày tượng mèo vẫy đối với các cái khu vực cửa hàng kinh doanh, hay là chúng ta bày các cái chú chó đá, chú chó gốm sứ, rồi chúng ta có thể bày tượng chim đại bàng, và có thể chúng ta bày cả tượng của Phật Di Lặc, là thần tài Di Lặc rất phổ biến trong dân gian tại khu vực huyền quan này. Đối với việc trang trí nội thất trong khu vực huyền quan hay còn gọi là đại sảnh này thì chuyên gia có những cái tư vấn nào? Chúng ta rất cần chú ý tại khu vực huyền quan này thì nhiều gia đình là có khi là tạo ra các điểm nhấn là những cái bức tranh và bức ảnh treo. Thì chúng ta nhớ là khi treo tranh ảnh gia đình ở khu vực dẫn khí từ cửa vào phòng khách thì nhớ rằng là phải treo tranh ảnh gia đình ở phía bên tay phải để nhân sự trong gia đình được ổn định. Thứ hai, chúng ta tránh không được treo gương ở phía bên tay phải, tính từ trong nhà nhìn ra đối với khu vực huyền quan, bởi vì như thế sẽ làm động khu vực bạch hổ, còn gọi là khu vực tiểu nhân phía bên tay phải của ngôi nhà. Tiếp đó là chúng ta phải luôn giữ gìn sạch sẽ khu vực huyền quan, tránh để bẩn thỉu hoặc là tường bị nứt hoặc là nền bị xô đẩy ở khu vực huyền quan. Tiếp đó chúng ta rất cần chú ý là tại khu vực huyền quan là không được để rầm xà đè nén lên, vì như thế sẽ làm tù hãm dòng khí lưu chuyển ở trong nhà. Nếu có các hệ thống rầm xà, chúng ta phải làm trần thạch cao để che đi. Và ở nơi này chúng ta luôn cố gắng là vào buổi tối là có đèn sáng, và ban ngày thì phải có ánh sáng chiếu rọi, thì sẽ giúp cho năng lượng dương tích cực dẫn vào trong ngôi nhà thông qua khu vực từ phía bên ngoài vào cửa chính vào phòng khách. Xin cảm ơn những tư vấn vô cùng hữu ích của